Vâng, em xin chào toàn thể anh chị em bà con cô bác nha. Trưa hôm nay em lên trên đây mời em xe dòng xe đến từ thương hiệu nước Mỹ Chevrolet Captiva 2.9 phong mới máy mới chị. Cụm đèn đuốc rất là sáng, xe chất xe rất là đẹp anh chị. Xe này nói chung là một từ đẹp, không có từ diễn tả nữa. Quan trọng là anh em mình thích cái dòng xe Mỹ hay không, vì những cái dòng xe Mỹ sẽ hao xăng hơn Toyota một tí nha. Ví dụ dòng Toyota thì nó chạy 8-9 lít Innova, thì xe này thì nó trong khoảng 10 lít 11 lít. Nhưng mà bù lại nó là số tự động chạy rất là sướng, dòng này chạy đầm chắc êm, cách âm tốt anh chị. Vì tại sao nó hao thì vì tại đi à, mình thùng nó cứng, sát xi nó nặng hơn, sát xe nặng thì mang đến một cái sự an toàn cho mình ha. Và xe bên cạnh đó được trang bị nè túi khí nè, ABS nè ha. À, form dáng nó quá đẹp luôn anh chị. Túp lô túp ly dàn ghế rất là rộng rãi và đẹp ha anh chị ha, rất là sang trọng. À, tí xíu xong cái này em lái thử cái này mình xem luôn. Cụm đèn mới nè chị ha, màn đèn mới nó sẽ là màu trắng đỏ anh chị ha. Đó, rất là rộng rãi anh chị. Ốc mới tinh nè, phụ tùng mất tiêu thôi. Thì ghế này anh em giật lên ha, nó sẽ là 7 chỗ ngồi ha. Anh em nhìn đèn đồ mũ nó mới kìa, không ốc cabo sao chưa mở nè, keo chỉ nguyên bản 100% anh chị nha. À, keo chỉ nguyên bản, con điện đầy đủ nè, xe rất là mới và đẹp luôn. Keo chỉ phía sau là nói chung là xe này không lỗi anh chị ha, keo chỉ còn 9 mấy%. À, tem bọng nhãn mát nhà sản xuất tới giờ vẫn còn, dàn ghế còn rất là mới, được trang bị là số tự động, vô lăng túi khí, đèn cảm biến gì đâu quá trời luôn. Đó, gương kính chỉnh điện, gập gương tự động luôn nha anh chị nha. Đó. À, điều hòa auto luôn nè anh chị, màn hình cam da hành trình đầy đủ. Màn hình cam da chứ không hành trình nhầm. Đó, trần là nỉ điên theo xe luôn anh chị ha. Bách cửa, ốc cửa nữa nè, rất là đẹp. Giật cái capo cho nên mình xem nha, và những cái nút bấm rất là mới, chưa phai màu hay 5 tháng luôn. Chứng tỏ chất xe rất là đẹp anh chị, nhìn những cái ốc là rất là mới nha anh chị ha. Với số tiền chỉ 262 triệu, tích hợp xe nhanh vô luôn anh chị ha. Captiva 2.9 AT ha. Dòng này được lắp ráp tại Việt Nam. À, giá thành nó cũng quá rẻ rồi anh chị ha. À, máy cực kỳ êm mà mới luôn anh chị ha. Sạch bon, không một miếng hơi miếng khói nha anh chị nha. À, cái máy chạy rất là chất nha. À, hệ thống phanh là ABS ở trong đó anh chị ha. À, cái bình là bình lắp khô anh chị ha. À, cabo tem bọng tới giờ vẫn còn, chỉ còn luôn. Máy số gầm được êm xương đầu thắng rang anh chị ha. Bon điện 100% anh chị ha. À, xe không có bị đụng anh chị ha, đầu kim luôn anh chị ha. Đó, xuống đăng kiểm 1 tháng 6 rồi. Bây giờ em sẽ lên một cái clip lấy thử cho anh em mình xem, trước khi lấy thử quay cho anh em mình xem về cái gầm, cái mâm còn rất là đẹp anh chị ha. Vỏ gì coi, anh em mua xe này mày tiết kiệm được 4 cái vỏ anh chị ha, rất là đẹp luôn. Mà mình thùng hẳn băng rất là ok anh chị ha. Rồi ok, bây giờ lên lấy thử cho anh em mình xem một vòng nhé. Số là số tự động anh chị ha. Báo xích beo nè, báo xích beo với báo chết, cái chết thì không có gì hết, không quan trọng anh chị ha. Xóa lỗi 5 phút là xong. Chết đó là nó kiểm tra bugi với xăng nè, gắn bugi, kiểm tra bugi nhấc máy anh chị ha. Kiểm tra cái lửa, nhưng mà máy hiện tại xe chạy rất là ổn định. Bao xài, bao chạy, bao chán, bao vào đầu. Anh em nào không rành, mang thợ đến đây kiểm tra xe, chạy thử kiểm tra rồi hãy mua. Không gì hết anh chị ha. Camera che đầy đủ luôn nè anh chị. À, anh em nghe ghen 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 không, ghen ghen là cái ông địa nè, cái ông địa ông nhúng 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 á. Trợ lực rất là nhẹ anh chị ha, vô lăng trợ lực rất là sướng, chạy đầm êm á. Giá này thì quá hợp lý anh chị ha. Thì anh chị nào thích chiếc xe này thì liên hệ cho em. Thì xe này bên em để cho anh chị mình 262, bao xài, bao chạy, bao chén, bao vào đầu, chạy rất là êm và đầm luôn anh chị ha. Buông tay thước lái chạy rất là chuẩn luôn. Anh em nhìn không, chạy đầm êm lắm, xúc động. Dàn máy lạnh nó cực kỳ lạnh luôn anh chị, tại vì nó có một dàn lạnh cho nên nó phải thiết kế là siêu lạnh. À, thổi rất là mạnh. Màn hình điều hòa rin luôn anh chị. Màn hình mà hai là nó sẽ màu xanh nha, xanh chành là cái nền đen nó sẽ xanh chành lên ha, còn rin nó là màu đen nền tối. À, anh em lưu ý ha, trần là nỉ rin theo xe, chạy khá là chất lượng. Rồi thì anh em nào yêu cái mẫu này thì liên hệ ngay cho em Thịnh, em Thịnh để anh em mình giá cực kỳ tốt, và giá này còn bớt cho anh em mình nha, hỗ trợ giao lưu trao đổi với bà con xe hay ngay chủ mà lại biển số đỉnh nữa. 22268 là mãi Lộc Phát, mà cái đầu 63 là nghi gì anh chị biết không? Đầu 63 là Lộc Tài. À, Lộc Tài rồi Lộc Phát mãi quá trời đã luôn. Ok, cảm ơn anh em mình nhiều nha. Anh em đừng quên bấm follow kênh để cập nhật nhiều video hơn từ bên em ạ. À.